vẫn tinh lanh không tưởng nhờ những món này. Bí đỏ vẫn được cho là thuốc bổ đối với não, nhưng giờ đây khoa học đã phát hiện có nhiều thứ tốt hơn thế. Não cá vàng là từ ẩn dụ, nói lên tình trạng đãng trí, mau quên của giới trẻ hiện nay. Mặc dù chỉ là một câu nói vui, nhưng thực trạng ấy đã trở thành báo động đỏ bởi tình trạng lão hóa não đang có xu hướng trẻ hóa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sống trong một xã hội hiện đại với nhiều mối hiểm họa, người trẻ phải đối mặt nhiều hơn với nguy cơ tổn thương não. Không phải ngẫu nhiên mà những ca tâm thần, tự kỷ đang ngày một gia tăng ở đối tượng thanh thiếu niên. Đó là hệ quả của lối sống thiếu lành mạnh, lạm dụng công nghệ thông tin và các thiết bị kỹ thuật số. Do đó, các chuyên gia dinh dưỡng đã liệt kê ra 5 món ăn tốt hơn cả bí đỏ dành cho não để bạn phòng ngừa chứng não cá vàng đấy. Quả bơ bổ sung protein cho não. Mọi cơ quan trong cơ thể khỏe hay yếu phụ thuộc vào dòng máu lưu thông, đặc biệt là não và tim. Vì thế, các hoa quả bổ dưỡng như bơ có thể làm giảm nguy cơ tim mạch và tăng cường hoạt huyết giúp máu, có thể lưu thông đến não một cách đơn giản và dễ dàng. Đặc biệt, quả bơ rất giàu vitamin K và folate nên rất cần thiết để củng cố sức mạnh và sự linh hoạt cho bộ não. Chúng có tác dụng ngăn ngừa các cục máu đông trong não và cải thiện chức năng nhận thức. Ngoài ra, bơ còn giúp tăng cường hoạt động của não bộ và cải thiện sự tập trung. Chocolate đen giúp tinh thần luôn tỉnh táo. Nếu khó tập trung và thiếu sự minh mẫn, thì chocolate đen là một lựa chọn hoàn hảo cho bạn thay vì nhai kẹo cao su đầy hiểm họa. Chocolate đen có chức năng chống oxy hóa rất mạnh và có cả chất kích thích tự nhiên giống như caffeine, chất làm tăng khả năng tập trung của não. Ăn chocolate đen mỗi ngày sẽ mang lại tất cả những thứ cần thiết cho cơ thể và não bộ mà không sợ thừa calo, chất béo và đường. Chocolate đen cũng chứa một lượng lớn chất flavonol, có tác dụng chống viêm và cải thiện huyết áp. Nhờ vậy, lưu lượng máu đến não cũng được cải thiện và giúp giữ cho trí nhớ không bị giảm sút. Quả việt quất nuôi sống tế bào não. Nghiên cứu trên động vật chỉ ra rằng quả việt quất giúp bảo vệ bộ não khỏi quá trình oxy hóa và có thể làm giảm các bệnh do tuổi tác như Alzheimer và bệnh mất trí nhớ. Nghiên cứu cũng cho thấy khẩu phần ăn giàu quả việt quất đã cải thiện đáng kể cả hai khả năng ghi nhớ và vận động của chuột, đồng thời tạo cho chúng trí nhớ tương đương với những con chuột trẻ hơn. Ăn bông cải xanh không lo não bị chết. Bông cải xanh chứa vitamin K giúp tăng cường chức năng nhận thức và trí nhớ của bạn. Nó bảo vệ các tế bào não khỏi tác động của các gốc tự do, đồng thời cải thiện khả năng chịu đựng của hệ thần kinh. Điều này đặc biệt tốt với những người phải đối mặt với vấn đề trầm cảm và hao tổn trí lực. Bên cạnh đó, nhờ có choline, bông cải xanh còn thúc đẩy sự phát triển các tế bào não và củng cố sự liên kết thần kinh. Củ cải đỏ cải thiện chức năng ghi nhớ. Một nghiên cứu đặc biệt trong nhiều năm qua cho thấy nitrat trong củ cải đường là một vũ khí bí mật để bảo vệ bộ não của chúng ta. Theo đó, việc tiêu thụ nitrat có tác dụng tăng cường và cải thiện lưu lượng máu ở người cao tuổi, đặc biệt là khu vực thùy trán của não bộ, có liên quan đến sự thoái hóa và mất trí nhớ trong tương lai. Nitrat giúp loại bỏ các độc tố trong máu và làm tăng lưu lượng máu lên não. Điều này giúp cải thiện tinh thần, tăng năng lượng và hoạt động của não bộ. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, một chế độ dinh dưỡng khoa học, mặc nhiên, đã là liều thuốc bổ cho não. Ăn đầy đủ các dưỡng chất và nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp não bộ cân bằng và hoạt động nhạy bén hơn. Những thực phẩm này không những nuôi dưỡng bộ não khỏe mạnh mà còn giúp bạn kéo dài tuổi thọ. Vì thế, thay vì ăn bánh tráng trộn, bột chiên, bạn nên làm quen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Hãy like, share và subscribe kênh của chúng tôi, góp phần thực sự đem lại giá trị cho bạn.